Huấn luyện viên Mai Đức Chung khẳng định, bên cạnh việc tập luyện, rèn luyện trên sân thì chế độ ăn uống và sử dụng thực phẩm dinh dưỡng hợp lý do Herbalife cung cấp giúp cho các cầu thủ đội tuyển nữ Việt Nam tăng cường thêm thể lực và thể trạng để tự tin hướng tới World Cup 2023. Đội tuyển nữ Việt Nam đang ở trong giai đoạn chuẩn bị cuối cùng trước khi hướng tới vòng chung kết World Cup nữ 2023. Trong thời gian từ nay đến ngày 6 tháng 7, thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung sẽ rèn quân ở Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam với mục tiêu tăng cường tối đa về mặt thể lực và sức bền trước khi rút gọn danh sách từ 28 xuống 23 cầu thủ sang New Zealand thi đấu World Cup. Rõ ràng là chúng tôi đã chuẩn bị cái này ngay từ bên Đức cơ, chứ không phải về đến bây giờ. Tôi nghĩ là về Việt Nam thì thời tiết rất là nắng nóng. Chúng ta không thể nâng cao thể lực được trong cái thời tiết như vậy. Và ngay ở bên Đức chúng tôi đã chuẩn bị cho các bạn đấy. Và như các anh các chị biết đấy, cái trận đấu chúng tôi đá với đội tuyển bóng đá nữ Đức ấy, thể lực chúng tôi rất là tốt, dồi dào, không đỡ bị ai chuột rút và bị tức là không đáp ứng được cái trận đấu. Và cụ thể cái hình ảnh rõ nét nhất ấy là Thanh Nhã, cái phút cuối cùng của trận đấu rồi còn đi tốc độ rất nhanh, trung vệ đội bạn mà đuổi theo không kịp để mà sửa ghi bàn ấy, trường hợp ấy. Đấy là cái hình ảnh mà chúng tôi nghĩ là thể lực của chúng ta đã tiến bộ rất là nhiều. Đấy, và ngay sau cái trận đấu là ngày 24 thì sáng 25 chúng tôi cho nghỉ và chiều 25 chúng tôi lại tiếp tục nâng cao cái thể lực, tức là chạy sức bền tốc độ của toàn đội. Đấy, duy trì được thêm. Đấy, và đến bây giờ tôi khẳng định là chúng ta tiếp tục lại những cái bài tập để mà duy trì lại thể lực cho đội bóng nữ của chúng ta để sang đến New Zealand World Cup ấy, thì chúng ta có đầy đủ thể lực để chúng ta đấu chọi với Mỹ và Hà Lan và Bồ Đào Nha. Vừa qua đội tuyển bóng đá nữ quốc gia chúng tôi được có cái thể lực tốt nhất, sung sức nhất ấy. Vừa qua là chúng tôi cũng nhờ sữa Herbalife, chúng tôi cũng uống thường xuyên, thì chính vì thế nó cũng tăng cường thêm sức khỏe và vận động viên cảm thấy rất là dễ chịu. Tôi nghĩ là chúng ta phải nên tăng cường cái sữa Herbalife thêm. Một mặt ngay trong tập luyện chúng ta cũng rất là cần và cần hàng ngày, và chứ không phải là lúc thi đấu chúng ta mới cần. Chính vì thế chúng ta mới nâng cao được cái tầm vóc thể lực của vận động viên chúng ta.